sao đi trời? Linh quá bà. Nha, linh kìa. Khỏe không? Trời ơi, sao bữa nay Nga đẹp quá vậy? Ôi, đáng yêu quá mà. Trời, bữa nay mặc đồ đẹp quá à. Trời, lâu quá nhớ Nga ghê đó. Ủa, nhà Nga có nuôi khỉ à? Chồng. Mình ơi, anh ơi, anh ơi. Nga hẹn vô tới ổ luôn ha. Tập dữ ha. Anh ơi. Ôm hôn rồi ha. Anh Linh thợ mai, thợ mai anh. Thợ mai. Đi qua may áo dài cho em đó. Thợ mai. Thợ mai sao lại là đàn ông chứ? Duyên quá hả? Trời, thợ nào đàn ông không được? Thợ nào đàn nào chả được, miếng sao may đồ đẹp là được chứ? Không, nhưng mà vô đây là may đồ cho vợ tôi thích là không. Thợ mai được là đàn ông. À, ông bị gì vậy? Linh ơi, này á, xin giới thiệu với Linh, đây là chồng của mình á. Trời mà ổng ghen quá đi. Làm như ông yêu mình quá, ông ghen đó. Bởi vì Linh qua Linh nói chuyện với ổng tiếng nhận tôi. Bà lấy ông chồng đẹp thấy ghê luôn á. Có, tôi đẹp hơn ổng bởi vì ổng mới ghen tôi đó. Ủa gì đó. Để tôi. Ổng đang giận dữ lắm á. Sao? Cái gì nhìn tôi quậy á? Tôi đẹp quá chứ gì? Anh đẹp trai. Bao nhiêu đó thôi, câu nói thôi là bỏ hết tất cả cho chú em à. Dạ. Em biết nhìn người lắm, chứ em không phải như bà Nga đâu. Đúng rồi. Trời, bà Nga bà ra bà cứ nói che chồng bà xấu hoài. Mà bữa nay em mới tận mắt em thấy đó. Anh đâu trời ơi, bây giờ em thấy em mới biết cái sắc đẹp của anh đó. Anh giống khỉ thiệt á. Mày vừa phải thôi nghe mày. Mày đưa tao lên tới núi, mày đạp nhẹ tao văng xuống nghe mày. À, nếu mà tôi là khỉ, chú em thì cũng là một con dượng hay con đười ươi vậy. Hình như là tôi với chú ở chung chuồng á. Dạ thôi cứ coi vậy đi anh. Nhưng mà nói giỡn, tại vì em hố thôi chứ anh đẹp thiệt. Ừ. Anh ơi, bữa nay em qua em may đồ cho chị Nga. May áo dài phải không? Dạ, may áo dài cho chị Nga. Tự nhiên. Dạ, anh. Gì? Anh rảnh không? Thì đang đẹp ở không? Trai mà đứng không thấy nó phí cái công đẹp của 12 bà mụ nặng anh lắm á. Ê, anh ghi giùm em cái số đo được không anh? Rồi. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Em đo nghe. Khoan, cho hỏi thăm. Dạ. Tên tuổi là gì, nhà cửa ở đâu, vào nghề bao lâu rồi, trả lời đi. Thôi khỏi trả lời, làm việc đi. Cái tật của người vậy đó. Chồng bà căng thiệt đó. Tôi đo nha. Hả? Mà nói em mới đo nhưng mà anh múa thước dữ vậy không biết nữa. Ghi giùm em đi. Ghi nè. Dài 42. Dài. Dài là vai ha. Vai, tao nói vai, mày đặt dài. Chị cũng căng đó bà. Căng lắm. Tay 50. Tay là tay. Đúng rồi. Tay là lỗ tay. Tay 20. Kệ. Đừng có chấp mấy người đó. Ổng có hai sợi dây thần kinh mà đứt mất một sợi rồi, nên khó chịu lắm. Bà đứt bứt trợn cợ chứ ai bứt. Nói nữa. Rộng rộng chút ha. Ờ sao cũng được. Ngực nhiều. Ngực là sao? Ngực ngực là 89. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Quý chấp mày ơi. Mày ơi. Mày ơi. Mày ơi. Ổng lên cơn cúm gà lại hả? Linh đứng sát gần tôi quá. Mới phát hiện ở dưới miền Tây mà giờ thì lên tới đây rồi. Linh đứng xa đi. Đứng sát tôi quá, ổng ra là phải rồi. Cái gì? Anh đứng xa rồi kìa. Ra tới đây rồi. Ra tới đó nhưng mà cái kia nó đụng vô cái kia kia. Cái kia là cái gì gì trời ơi, cha này rảnh ghê, tự nhiên đứng vẽ quả núi kìa. Nó làm đó là nó làm nè đó. Vô duyên không, nhưng đang may đồ đòi ăn bánh bao à. Hai cái luôn á. Mày ăn dữ vậy. Làm không phải sao? là cái dây đó nó đụng vô rồi. Thì nè. Tự nhiên cái chi ai hiểu. Mày giang ra. Mày lợi dụng hả? Tự nhiên mày lấy cái dây mày lợi dụng hả? Mày đo gì kiểu kỳ cục hả? Hả? Đo ngực phải đo vậy chứ sao anh? Dám đâu. Đo ngực ta đo dưới này không em mày? Cái đó là eo ông ơi, ai mà đo ngực đo dưới này? Anh ơi, cái đó là eo, ai mặc áo dài mà đo dưới này rồi mặc rồi đi làm sao? Thôi, bà làm như tôi không biết hả? Nè, tôi nói cho biết nha. Tôi đã từng dẫn người đi đo áo dài rồi. Mà đo ngực thường thường ta đo dưới này không, không ai đo trên này hết. Ủa ai vậy? Bà ngoại tôi. Hiểu à. Hiểu rồi.
ngoại nhiêu tuổi? 80. Đúng rồi, bà ngoại 80 là đo với này. Tôi mới 20 phải đo thế này chứ. Chú quỷ thế à? Nghĩ sao tôi 20 đo với này rồi mặc áo dài đi sao trời? Mấy áo dài chứ đâu phải mấy áo bầu. Nổi điên à? Đúng anh mà. Ơi, áo dài là phải mặc ngực ra ngực, eo ra eo, vai ra vai nó mới đẹp. À đúng rồi, quên. Tại quên vẫn ghen cái gì mà ghen lạ luôn á. À, tôi đo lại coi tôi quên mẹ rồi. Thôi bây giờ tôi nói giờ chú mày nghe, giờ chú mày làm gì làm mà đừng đụng vô được không? Thôi ấy giờ chú mày muốn cho nhiêu cho đi. Khỏi đó. Muốn cho nhiêu cho phải không? Nhắm đây. Ừ. Ghi giùm đi. Ừ. Ngực. Hồi nãy Linh nói nhiều nhớ không? Ngực nè. Rồi. 190. Tao quất cho nó nằm chỗ luôn á. Ổn đi em nè. Sao làm quá vậy? Thằng này nó... này nó hào sảng ghê á. Nó mà nó đi làm từ thiện là bà con mình nhờ nhiều lắm á. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy ông? Vợ tôi mà ông cho 190. Ông muốn cả đời vợ tôi nó cắm đầu xuống đất nó đi hoài, nó không ngẩng mặt ra được hả? Phải không? Theo mấy phục cho. Thôi. Thôi được rồi. Cái này của tôi để tôi lo. Tôi tự cho được rồi. Tôi biết. Ông biết ông cho đi. Ừ. Mệt chết. Cho sao cho nó đúng ta? 61. Trời ơi. Được, 61 cũng được. Sao lẻ vậy? 62 mới đúng. 62. Tiếp tục. Qua ổng cái tuột xuống hơn phân nửa luôn. Giờ tôi đo quần đó. Thôi khỏi. Khỏi em. Đừng đo quần. Áo không đi, khỏi mặc quần cũng được. Trời em sợ anh luôn á Sơn. Trời anh hỏi mấy chị ở xung quanh này nè. Có ai mặc áo dài mà không mặc quần không? Mà đi ra đường hai cái tà gió nó bay luôn rồi sao? Bây giờ chú mày thay vì khỏi, chú mày đừng có làm cái tà. Chú mày đạp từ đây xuống luôn đi. Trời ơi con. Cái đó là sườn xám ông nội. Sườn xám con không có khả năng mai làm ơn lên quận 5 giùm con đi. Áo dài là phải mặc quần. Thôi vậy thôi chú mày đo đi. Ghi giùm đi. Ôi xin lỗi. Phải nạt nó. Mặc dù tôi rất sợ nhưng tôi vẫn nạt. Tôi tự sắm ăn mình quá. Chồng gì đâu thấy gớm. Thì cái tôi mệt lắm, Linh biết không? Ngày xưa ổng lấy tôi về là tôi đẹp dữ lắm cho bộ. Tôi cao 1m9 luôn đó. Ổng ghen riết mà buồn á, người lùn còn 1m1 thấy không? Mai đi đo đi mấy bà nội. Dài. Cái gì? Dài quần đó. Dài 92. 92. Đùi 48. 48, chà sao giống đùi cầu thủ. Vậy đi, cắm đầu cắm cổ vậy đi. Khỏe hơn. Tôi nói thiệt với bà. Khỏe. Tiếp tục. À, đường đo xong khẩn luôn á. Cái này mà nó thấy nó phóng vào tôi chết luôn à. Bây giờ sao bà đo đây, bà Nga ơi là bà Linh. Nga. Giờ Linh qua Linh thương lượng với ông xã tôi giùm cái đi Linh. Thương lượng ra chứ không thương lượng là nó giết tôi luôn á. Thương lượng đi chứ giờ tôi cũng lo quá nè. Anh đẹp trai. Có. Em đang đo quần cho chị á. Rồi biết rồi, nè có ghi hết rồi. Em đo dài 92. 92. À 92. 92. Đùi 48. Dạ đùi 48. Đúng rồi, tôi ghi. Giờ xin phép anh cho em đo cái ứa nha. Ủa trong cái quần cái ứa ừ là cái gì ta? Cái ứa là cái ứa đó. Lạ ta. Ứa ừ nó là cái gì? Là đo đái á. Đo đái đo đi có gì đâu. Đo đái nó giống như đo đùi vậy đó. Ừ biết rồi, nãy có ghi rồi. Nhưng mà nó hơi xéo xéo chút. Trời ơi có gì đâu, đừng có lo. Không, thật sự là nó sách vậy nè. Kệ. Cái gì vậy? Đi kỳ cậu bé. Mày nghĩ sao mà tự nhiên vợ ta lấy cái thước rồi sách ngược lại vậy á? Thì tại đo đái mà. Thôi, đo kiểu kỳ cậu bé. À, không được không? Nó mà đo là tôi chém nó vỡ bẻ luôn á bà tin không? Bây giờ sao? Thôi bây giờ nãy giờ dài đuôi đâu có rồi. Thôi bỏ đi, giờ
khỏi mai đái đi. Trời, khỏi có ai mặc áo dài mà mặc mấy váy đầm không trời. Kệ nó, khỏi đái đi. Cái quần là phải có đái, không có đái gọi là cái đầm rồi. Có ai mà mặc áo dài với xà rong không? Vậy hả? Anh khó quá. Vậy là bắt buộc phải đo đái anh ơi. Thôi được rồi, để tôi bày gian rồi kia, bà ngồi đi. Mai bộ áo dài tiền công có 180 à. Về uống thuốc 190 à. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Đó, như vậy đi. Anh ghen quá, làm sao tôi mai được. Thì anh biết, nhưng mà bây giờ nè, anh biết là cái áo dài là phải có cái quần. Đó. Quần là phải có cái đái. Đúng rồi. Bây giờ nè, thông cảm giùm em đi. Chỗ em anh rất là thông cảm. Dạ. Lúc đầu vô là thấy là không có ưa. Nhưng mà bây giờ hiểu em là em chỉ đi làm thôi. Dạ. Em làm công việc đó thôi. Dạ. Bây giờ nè, anh nghe nói là em mai cũng khá lắm. Thôi giờ em mai cái quần cho chị thiệt đẹp nha. Dạ. Quần thiệt là đẹp. Bao nhiêu tiền anh trả hết. Bao nhiêu tiền. Quét đẹp, thiệt đẹp. Nhưng mà đái thì đo anh, rồi em trừ ra 10 phút. Rồi ông cho thúi thước tôi luôn hả? Thì mày đo tao trừ ra 10 phân được rồi. Đừng. Trời ơi Sơn ơi, mà nhỏ mà anh lên anh đo vậy rồi về anh quên trừ rồi em mặc cái quần em đi cái kiểu vậy. Thôi thôi, em sẽ mặc áo dài mà mặc quần với hip hop. Thì anh đụng vô đo vợ tôi uống kiểu vậy. Dẹp khỏi lo luôn. Mệt quá đi. Đi luôn. Khỏi luôn đi. Khỏi bây giờ gì đi. Bây giờ quyết định vậy đúng không? Dẹp đi. Giờ anh không có mang áo dài nữa đúng không? Rồi Tết này em không mặc gì, em đi ngoài đường long nhong luôn. Tôi chưa từng thấy ai mà. Ai mà thấy em á, em lấy lá chuối em quấn vô rồi em đi tiếp được chưa? Anh coi em làm người không có làm. Bây giờ em làm lại bộ lạc nguyên thủy. Linh, tôi nổi loạn rồi Linh ơi. Chồng ghen quá điên luôn rồi. Linh, lại đây tôi bảo nè. Linh, làm ơn lấy cặp bôi thịt bò của Linh á. Linh quát trong mặt của tôi đi Linh. Kiệt mẹ. Lấy gì vậy bà nội? Bà nội là hôn tôi đi đó. Hôn bà. Hôn tôi đi. Bà làm gì vậy bà? Bà quá đáng nghe chưa? Bà nói bình thường được rồi. Bà biểu nghĩ sao biểu ông Linh hôn bà là sao bà? Bà coi tôi ra cái gì nữa? Qua hôn tôi đi, một nụ hôn 5 triệu vậy. Rồi chết cũng hôn mà. Dạ ra. Mày ngon mày vô mày hôn vợ tao đi. Tao không hôn mày lại từ nợ tao làm con mày á. Thôi ông đừng hôn tôi bù ông 10 triệu. Dạ sao tiền của mày là hôn tôi hả? Sao? Bà sao tao mới quen rồi nó em hôn đi. Bà biểu hôn em 5 triệu. Tôi sao tôi hôn bà từ hồi cưới tới giờ. Nếu tính ra tôi cũng được cả 100 tỷ sao bà không trả tôi? Không, tại anh ghen quá đi, em phải làm gì chứ làm sao? Tôi nói cho anh nghe nè, vợ anh mà nổi loạn là tại anh. Giữ gìn hạnh phúc gia đình đâu phải ghen kiểu đó là giữ gìn được đâu. Không? Nó quạo bây kìa. Giờ không những bà nổi loạn mà tôi cũng nổi loạn luôn. Tại sao vậy? Nó quạo nó dữ lắm. Con vợ mình như vậy, nghe lời mình ở trong nhà hoài, mà ghen hoài. Chứ anh thì anh cũng muốn bảo vệ hạnh phúc của anh thôi. Bảo vệ hạnh phúc cái kiểu của anh hả? Anh ghen kiểu đó có bữa bà bỏ nhà bà đi luôn. Gì hả? Nói cho anh nghe. Trời, anh nghe anh rõ chưa? Anh hiểu bộ chưa? Anh thông chưa? Thì rồi. Trời ơi. Thì để nguyên ông thợ may vô đây ông chửi mà lấy tôi làm điểm tựa tài năng che hoài à. Thì, anh cũng hồi nãy thấy tại thấy cái vụ đo bực nói gì thôi cũng biết cái lỗi. Thôi xin lỗi em Linh ơi. Thôi em cứ mai thì em mai em đo. Anh biết lỗi. Em khỏi đo luôn. Thôi mà. Thôi ăn trăm mấy chục ngàn này hồi nãy giờ tôi nói tôi không biết nhiều rồi. Thôi Linh vậy? Chồng em hiểu Linh ơi, đừng quát quá tội nghiệp ổng quéo lại còn không còn miếng tóc nào đâu Linh ơi. Không có đề tài tóc mà nói hoặc là ổng. Anh đâu còn ngoài cái đề tài ông không còn cái đề tài nào nói ngoài cái tóc ông hết trơn á. Tóc đẹp thấy ghê luôn. Anh đó nha, anh ghen hoài à. Biết rồi, nó riết em ghét lên chùa em ở giờ đó. Hả trời ơi. À, bà đừng quen với ông thầy chùa nữa má. Bà chạy đi đâu à? Bà không trả lời thấy không? Bây giờ nè, âm mưu bà có trong đầu hết nè. Quá đáng nè, bà đứng lại đi. Bà đứng lại. Ê trời ơi, bực bội hết sức không? Đau cái bụng đẻ không mà la rần rần. Tới khi đẻ la chắc bề cái bệnh viện người ta quá. Mà cũng ngộ lắm nha. Cái bệnh viện phụ sản ở Ấn Độ này nó lạ lắm. Từ sáng cho tới chiều toàn là nghe tiếng con nít khóc không à. Woo! Woo!
ai đây? Y tá. Hả? Vậy mà tưởng múa lửa. Trời ơi. Chào cô y tá. Ta vậy kêu bằng cô. Chào chị y tá. Nhìn mặt mình trẻ hơn vậy mà kêu bằng chị. Hiểu rồi. Chào em y tá. Anh hỏi gì? Chuyện là vậy. À, anh đưa vợ anh vô đây siêu âm. Dạ. Rồi bà bác sĩ mới kêu anh ra đây ngồi chờ kết quả. À. Và anh không biết ngồi chờ chỗ nào. Vậy em có thể vui lòng chỉ cái chỗ nào cho anh có thể ngồi chờ kết quả. Đẹp trai nha. Em kết cái bộ râu của anh á. Ghê, dễ sợ vậy đó. Nói nghe nè. Sao em? Nhìn mến lắm mấy chị đó nha. À. Thấy bàn tay của em không? Thấy rồi, ghê quá. Bây giờ anh nhìn theo hướng bàn tay của em nè. À. Anh đi thẳng theo cái hướng đó đó. À. Thấy cái bồn hoa không? Thấy. Thấy những đóa hoa tươi và những chú bướm đang dập 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 nhiều không? Dập quá trời, anh muốn dập mặt luôn rồi đó. Bây giờ anh đi vòng cái bồn hoa đó, trở ngược về chỗ này. À. Quay lưng lại, thấy cái ghế ngồi xuống, chờ. Thấy cái ghế ngồi xuống chờ. Dạ. Xa quá. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Nói nghe nè. Gì? Chút nữa muốn hỏi gì nữa thì kêu em. Nhưng mà anh đâu biết tên em là gì. Em tên là Diệu Hiền. Diệu Hiền. Nghe rồi, từ từ người ta vô. Bây giờ em có việc ở trong, em vào nhé. Chút nữa thì kêu em. Diệu Hiền. Nổi dày dịch. Vậy em nói là Hiền. Sao giờ này mới ra? Mình ơi, em vác nặng quá nè. Vác bao nhiêu đây mà nặng hả? Nặng không biết bỏ xuống sao? Mệt quá. Trời đất ơi, bao quy mà ngồi vậy có được hả? Không biết lên ghế ngồi nữa sao? Tại vì đi khám thai mà mình kêu thôi ráng phe của đi, bao nhiêu vàng mình biểu quốc lên hết, nặng gần chết luôn à. Xích qua rồi. Xích chung nữa. Xích chung nữa coi. Bầu bì mà choáng cả chỗ. Em ngồi như vậy mệt lắm đó mình. Đứng dậy đi. Cảm ơn mình. Mình ơi, em khát. Nước phải dạ. Không? Dịch làm sao thiếu nước được? Dạ. Khát, không biết tự lấy uống hả? Mình ơi, mở giùm em đi. Cái nắp này nó cứng quá, em mở nặng tay sợ nó méo vàng. Đàn bà bầu bì không có làm được cái gì hết trơn á trời. Ash! Ash! Cái quỷ này nó nhột quá à. Nè. Mình ơi, nó lại cứng nữa rồi. Mới mở nắp được tức thời đó mà. Mở rồi mình cho nó về vị trí cũ rồi. Trời nói. Nè uống đi. Cảm ơn mình. Mình ơi,
Em thèm ăn chùa phải dạ không? Dạ đúng rồi. Nói bà rồi, thầy nói tôi đó là trong nhà phải đẻ trong dịch được thì làm ăn mới khá được, mà nghĩ sao bà sanh lúc 50 dịch cái. Trời đất ơi, đi làm gì mệt gần chết, 50 dịch cái lại cắp cả ngày, khóc đòi ăn đòi uống. Cái quay đó... qua dịch còn gặp con dịch bầu nữa. Cái đó đâu phải là lỗi của em đâu, có mình hùng vốn ban đầu mà. Nói nè hả, kỳ này bà đẻ là dịch đẹp hả, tự lo đi. Em thích ăn chua. Thèm chua cái gì, nắm lần là đẻ dịch cái rồi ăn chua không đó. Kỳ này hả, ăn ngọt cho tôi hả? Người ta nói ăn ngọt thì đẻ là dịch được. Đâu có gì ăn. Lấy hũ đường ra ăn hết cho tôi. Hũ đường đó hồi nãy ngồi trên xe lam mình quất hết rồi. Sao không chịu cản? Em vừa kêu mình ơi hũ hết đường. Báo đâu? Dạ báo đây. Không biết lấy cho tôi rồi hả? Đọc đi. Sao mình không đọc? Tôi kêu bà đọc cho tôi nghe được chưa? Mình thích đọc mục nào? Mục nào cho nó vui vui đó. Ha, có mục này vui quá nè. Bán gì? Nhà. Có một cái nhà cần bán. Bà rảnh quá ha. Vui không? Bán nhà đâu có liên quan gì tới tôi đâu mà vui không vui. Riêng em thấy bán nhà em rất là vui. Vì bán nhà mình có vàng mình đeo thêm. Đánh mặt hả? Đọc phương khác. Không vui thì em đọc tin khác. Trời ơi tin buồn. Có một con chó lông xù muốn bán. Có gì đâu buồn. Chắc nó thương chó quá nó buồn á. Thôi để em đọc cái khác. Ừ. Ý cái tin này hay lắm nè mình. Tin gì? Có một người vợ mang thai bị ông chồng ngược đãi vì sinh toàn con gái không có con trai. Chồng buồn đi nhậu lai rai, trên đường về bị sét đánh ngang tai. May mắn mà không trúng cái lỗ tai. À, mà bị chẻ ra làm hai. Mà chửi với tôi đó hả? Hả? Em đâu chửi tôi phải không? Trong báo nó đăng mà. Báo nào mà đăng kỳ vậy? Đó. Ai kêu bà đọc báo này? Dạ mình kêu. Ai kêu bà mua tờ báo này? Dạ mình mua. Lỗi bà bán báo. Đừng có làm gì. Đi vòng vòng tôi đi. Đêm dầm làm gì? Người ta nói có bầu, đi cho nó đẻ lẹ cái chưa. Em mệt lắm, mỗi lần đi em di chuyển rất là khó khăn. Cứ đi cho tôi. Cho nên em khó đi lắm. Mỗi lần em đi em rất là cực khổ, mình có biết không? Mình chưa bao giờ có bầu nên mình không bao giờ mình biết là có bầu nó khổ như thế nào đâu. Em đi như vậy em rất là cực khổ, chứ không sung sướng gì mà đi như vậy. Mỗi lần đi như vậy nó khổ lắm, chứ không có sung sướng gì để mà đi như vậy. Mình bắt em đi hoài, em chóng mặt quá bà rồi. Bà làm cái gì vậy? Em mệt. Bà đi mà không chóng mặt hả? Em chóng mặt nè. Bà chóng mặt tôi muốn xỉu luôn rồi nè. Thì đừng biểu đi nữa. Tôi kêu là đi đằng xa kìa. Đi gần lên cái gì? Thiệt mấy tôi không hiểu bà đó. Bà như vậy mà không biết có thằng đàn ông nào mà khờ khạo đuôi mù nó mới lấy bà làm vợ đó. Có đó, có thằng không đuôi nhưng vẫn lấy tôi làm vợ kìa. Bà nói cái gì? Bà nói tôi lấy bà đó hả? Nè, tôi nhắc cho bà nhớ nha. Hồi xưa đó là ba má bà trầu cao mâm quả đi qua nhà hỏi tôi nha ông. Tôi còn nhớ mà. Cái đêm đó tôi thức suốt đêm, khóc suốt đêm luôn. Cuối cùng tôi phải gạt lệ tân hôn mà về với gia đình bà. Bây giờ bà nói tôi lấy bà. Tôi lấy bà hả? Trả tèo hả? Hả? Giỡn mặt hả? Ở đây dân số đã nhiều rồi mà còn bắt đẻ hoài, chừng nào mới ra được con trai. Bữa nay siêu âm, em giá chờ cho có đứa con trai cho em nghỉ ngơi. Thầy Cúc! Ai kêu tên mình kìa? Thầy Cúc! À, dạ. Con Cúc đi. Ủa? Anh tên Thị Cúc hả? À không, Thị Cúc là tên của vợ anh. À. Dạ anh tên Thị Cúc. Ừ.
Anh là chồng Thị Cúc, tên Trứng Cúc. Sốc quá nha. Hồi nãy giờ anh vô trong siêu âm phải không? À đúng rồi. Giờ có kết quả rồi. Có kết quả rồi. Dịch được hay dịch cái? Là sao? Không, là con trai hay con gái? Chúc mừng anh, con trai. Hả? Con trai. Chúc mừng. Dịch được. Trời ơi, yeah, mừng quá. Đã muốn chết vậy đó. Ủa mình đang làm gì ạ? Hai sao trên trời. Sao ở đâu mà hai? Y tá mới ban cho. Tới biểu coi, biết là con trai hay là con gái chưa? Mình ơi. Phải dị ứng nha. Phải dị ứng cái chữ mình ơi đó nha. Kêu đàng hoàng mình ơi thôi. Sao hồi đó anh kêu vậy mình nói mình phê lắm mà. Giờ hết phê rồi. Mình ơi, cho anh ngồi đây chút nha. Không có ngồi. Đứng đi để phục vụ cho tôi. Lấy nước cho tôi uống. Được rồi, uống nước nha. Tôi không muốn uống nước này. Thôi mà uống nước này. Tôi không muốn uống nước này, tôi muốn uống nước ngọt cơ. Trời ơi, nước ngọt mua nó tốn kém. Tôi muốn uống nước ngọt. Thôi mà. Ký chết mẹ mày à. Đừng. Đừng ký. Được rồi, nước ngọt phải không? 30 giây. Giờ tôi hành lại. Thay đổi giới tính rồi mà mẹ sướng quá con ơi. Ê, con nước ngọt rồi. Mở ra cho tôi. Không được kêu cái xì nha. Đó, nó mới kêu. Anh thải. Đây, uống đi mình. Ồ, cái này không phải nước ngọt. Thế là cái gì? Là Coca-Cola mà. Nước ngọt mà, thôi uống đi. Ngon không? Ngon quá. Uống nữa đi. Không uống nữa. Sao vậy? Nhiều đó thôi. Bây giờ mình thèm chua không? Để anh lấy me cho mình ăn. Không, tôi thích ăn ngọt. Cho em hũ đường đây. Nhưng mà hũ đường hồi nãy anh lỡ anh ăn hết rồi. Ăn hết thì đi mua. Thôi, tốn lắm. Đi mua hũ đường. Xa lắm mà. Ký chết mẹ mày à. Được rồi. Đường, đường thì có đường. Có đường đây mình. Ăn không? Không, giờ hết thèm à. Tự nhiên sao có lúc thèm, có lúc không ta. Ngại ghê. Thôi kệ, xin lỗi mình, để đó đi. Để anh đọc báo cho mình nghe nha. Nha. Em không thích nghe tờ này đọc rồi. Mua tờ khác đi. Thôi mà, ra sạp mua giùm cho tờ khác đi. Xa lắm mà tốn nữa. Cái đầu nó nằm ở đâu ta? Được, để nằm đi, đừng có đụng tới nữa. Được rồi, báo mới như gì? 30 giây. Rồi, có báo rồi mình. Đọc đi. Đọc hả? Đọc cho tôi nghe. Mình muốn đọc cái gì? Muốn đọc cái gì cũng được. À, anh đọc nha. Tin thể thao nha. Ừ. Mình ơi, mình đã có dịch đực. Nỗi niềm mong ước thành hiện thực. Mình là người vợ đầy mẫu mực. Vậy thì mình đừng hành, đừng sực. Đây là những lời anh nói thật. Tôi giái trời cho ông bất lực. Từ nay tôi nẻ tôi khỏi cực. Hay vậy? Trời ơi, tôi là túa ra là văn chương mà. Thôi không có quạt, quạt nó trúng gió chứ. Tôi muốn đi về. À, hay nè, về về về. Được rồi, để anh kêu xe về nha. À, xe lam. Thôi, không có thích đi xe lam tốn tiền lắm. Bây giờ mình gần có con rồi, mình phải tiết kiệm để lo lắng cho con. Đúng, mình giỏi. Em thích đi máy bay. Mình không có vợ
giỡn mà, thiệt đâu anh mua máy bay cho mình đi. Giờ có đi máy bay hay là không? Thôi mà. Ít nhất cũng phải được taxi chứ. Tại sao có con trai mà đi xe lam? Bây giờ có kêu taxi hay là không? Mình à, mình mới bình tĩnh, mình nghe anh nói, anh nghe anh nói nè. Từ bệnh viện này đó mà về nhà mình á thì nó xa. Mà anh thì không có tiền. Trời ơi. Nhưng mà tôi muốn đi taxi. Trời ơi, bình tĩnh đi. Trời ơi, anh chưa nói hết mà. Có kêu taxi hay là không? Được rồi. Kêu không? Đấy. Taxi thì taxi. Taxi. Ông gì mà chùm thấy ớn luôn. Có cuốn taxi. Chờ chút nha. Được rồi, có xe rồi mình. Rồi đi về, đi về. Đi. Thầy Cúc. Ai kêu tên kìa? Thầy Cúc. Ủa, Cúc đây. Chân Cúc. Vợ anh thì Cúc nãy mang số thứ tự 32 phải không? Dạ đúng. Em xin lỗi anh nha, nãy em đọc kết quả thì Cúc mang số thứ tự 23. Hả? Nhưng mà em vẫn chúc mừng anh. Vợ anh sanh 3. Hả? 3 con vịt nữa. 3 con vịt cái. Chúc mừng. 3 con vịt cái. Dạ. 5 con vịt cái rồi nha. Con vịt bầu có chữa. Vịt y tá. Trời ơi là trời. Đứng lại. Cái gì đây? Có đi taxi không? Bắt ta đứng chờ ngoài lâu gần chết à. Bực bội. Dịch taxi. Dịch đen. Không có đi hết trơn á. Đi hỏi cho này. Ta đánh ra cắt cổ đánh cái canh bây giờ. Trời ơi. Không lẽ cuộc đời tôi gặp toàn là dịch cái không sao đó trời. Ngộ tài giỏi lắm đó. Ngộ là một nhà ảo thuật gia đại tài trên thế giới này. Ngộ vừa hô biên là mất cái chân ở trời. Tiếng nhạc nổi lên, ngộ hô biên mất. Nhạc biên luôn. Mặc dầu ở trong có thằng ngồi nó băm cai. Đã xin được giới thiệu với quý vị, tên của ngộ là Chú Thòn. Chú Thòn là tiếng nói của ngộ. Còn tiếng nói của quý vị thường gọi là Chú Thầm. Thầm hay là Thòn gì vẫn là một nhà ảo thuật gia đại tài. Ngộ xin biểu diễn tiết mục đầu tiên để trình bày với quý vị khán giả. Ngộ xin mời một khán giả lạ không quen biết với ngộ lên đây. Ngộ biểu diễn một chương trình mới, một chương trình này à luôn rồi. Chào cậu. Cậu không biết ngộ phải không? Chúng ta đều không biết nhau, luôn vậy không cậu? Dạ thưa quý vị khán giả. Đấy. Em không có biết chú sao? Trời ơi, nó không biết mà nó kêu tôi chú sáu. Trời ơi. Sao mày kêu rõ ràng tên của tao vậy trời? Chú sao dặn con nói vậy mà? Tớ dặn mày sao? Tớ dặn mày lên là mày nói con không quen biết với chú. Mày thêm chữ sâu ở trong chi vậy? Đi vô. Con đi dưới nha. Xuống dưới làm cái gì? Đi vô. Vô trong. Cởi cái quần ra. Lễ lo chút nữa tôi lội. Mới xuất hiện cái mục đầu tiên là lội quần rồi vậy là. Không tưởng tượng nữa cả. Quý vị biết không? Đây chỉ là một cái trò đùa nhỏ nhỏ thôi để giúp vui cho quý vị. Con ngỗ có tài lắm. Bây giờ ngỗ sẽ biểu diễn một tiết mục quan đổi vị trí từ bên này qua bên này trong nháy mắt. Diễn viên cùng với ngỗ giới thiệu diễn viên Cù Bẹo. Nó béo nhiều quá mà sao không biết nó lựa cái tên này à? Cô Béo nè, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biểu diễn để phục vụ tất cả quý vị khán giả kinh minh của chúng ta. Cô Béo sẽ bước vào trong tủ này, rồi sẽ biến mất Cô Béo nha. Quý vị hãy xem đây. Đây, quý vị nhìn. Cái tủ trống không. Một cái tủ không có ai trong đó hết. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Ngộ sẽ lông cái tủ này lại. Lông lại xong rồi, ngộ qua bên đây. Cô Béo mở ra. Cô Béo bước vào trong tủ cho ngộ coi là. Cô bé bước vào, ngộ sẽ lắp cái tủ này lại và cô bé sẽ xuất hiện bên kia. Quý vị hãy xem đây, lắp con lại, cô bé!
một tràng pháo tay của quý vị. Quá xuất sắc luôn. Được thể làm tới bước vào cô Bèo, bước vào trong cô Bèo, bước vô lắm cái tủ lại, bước vào cô Bèo. Một tràng pháo tay của quý vị. Quý vị thấy chưa, ngộ không nói sai, ngộ không nói dâm, ngộ biểu diễn là số 1, không có ai bắt chước được ngộ hết. Tiết mục này đã hết rồi, chào đi con cô Bèo, chào đi. Dạ cảm ơn. Cảm ơn. Trời ơi sao ông Lội trung gia chi vậy ông Lội? Ông đâu biết gì đâu, con ra con dọn đồ vô nghe. Biểu cái gì? Rồi. Tôi biểu cái gì? Tôi biểu là khi nào tập vật thì cậu bước ra, còn biểu diễn thật cậu biết ngay đây cậu giết tôi chết luôn chứ làm cái gì? Đi vô hết. Hai thằng đi vô trong. Cởi hai cái quần để đó. Hay tiết mục một đội ba cái quần. Bực mình ghê vậy là. Chỉ là một trò đùa nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ ngộ sẽ tiếp tục biểu diễn tiết mục thứ ba để phục vụ quý vị. Ngộ có cái tài biết con chó thành con mèo, biết con mèo thành con gà thành con vịt, đàn ông thành đàn bà. Quý vị sẽ thấy. Đầu tiên xin mời diễn viên diễn chung hoàng tử Hàn Quốc. Hàn Quốc hoàng tử không biết tiếng Việt Nam. Ngộ có một cái may phước là ngộ đã đi khắp nơi trên thế giới này nên ngộ biết đủ mọi thứ tiếng. Xin phép quý vị, ngộ sẽ dùng tiếng Hàn nói chuyện với người Hàn Quốc. Ngộ sẽ hỏi anh làm nghề gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi. Xin phép quý vị. Upa Korea Kario Korea Upa. Mày lên đi, mày lên đi, trời ơi. Thằng Linh nó không có dạy mày nói tiếng Hàn Quốc à? Tao đã biểu nói lời nó dạy mày. Bước ra mày nói lại đi. Không sao đâu chứ, không sao cả chung mà sai khác cũng được rồi. Anh đâu có dạy con gì đâu. Tối ngày cứ nhậu con ăn nhậu không à? Chết rồi. Tối ngày cứ nhậu nhẹ không thì làm sao mà làm việc được chứ. Tại sao mày mà nhậu với nó? Mày coi là nó nhậu tuốt ở đằng xa. Đằng này nghe mùi vũ nực nồng luôn vậy đó hả? Ai nói chú Sáu là của anh? Chú vũ của ai? Của con đó. Chú vũ mày luôn hả? Trời ơi, tại sao mày không học cái hay cái đẹp, mày bắt chước cái xấu cái hư vậy con? Hả? Con xin lỗi chú Sáu. Thôi bây giờ không có lỗi phải nữa. Giờ biểu diễn là mày nín đi. Đừng nói tiếng nào hết. Ngậm cái họng lại, làm phong cảnh thôi. Thấy không? Lưng yên lấy giùm con đi. Khổ quá. Xin lỗi, bây giờ ngồi giới thiệu công chúa Nhật Bản. Thấy chưa? Thằng Linh nó yêu con nhỏ này. Nó dạy con nhỏ này từ chút tới cái ly cũng phải giống Nhật Bản nữa. Từ đó nó tới đây, năm sau nó mới tới đó. Chú Sáu sai lầm rồi. Sai sao? Con nói chú Sáu nghe nha. Hôm qua hả? Con với anh Linh, hai anh em ngồi nhậu với nhau. Ảnh xỉn quá, quơ tay một cái, làm rớt bể cái chai rượu. Tình cờ con bé này đi tới, nó đạp phải, bây giờ đi vậy đó chứ. Trời ơi, mày đừng có ngang ghét mày lớn mày đó bạn. Nó yêu nó, nhỏ này nó mới dạy vậy đó. Nó dạy là hai cái đầu gối phải quanh qua quanh lại. Rồi cái nó mới bầm hai cái đầu gối, hiểu chưa? Không có biết gì hết. Thông tin chú Sáu kiểm tra thử xem. Kiểm tra, kiểm tra. Hai trò, quý vị sẽ xem tiết mục này của Ngộ nha. Ngộ sẽ cho hoàng tử Hàn Quốc bước vào trong cái tủ này và công chúa Nhật Bản sẽ bước vào trong cái tủ này. Trong nháy mắt 1, 2, 3, Ngộ sẽ quan đổi vị trí hai bên. Quý vị xem tiết mục của Ngộ nha. Bây giờ để Ngộ nói chuyện với cái công chúa Nhật Bản này một cái. Để thấy giới thiệu chưa? Hồi nãy là bể dĩa rồi. Bây giờ dùng tiếng Việt cho nó chắc ăn. Công chúa Nhật Bản, công chúa Nhật Bản năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, ở đâu? Hansamita Asaki. Con dám nói tiếng Nhật chi vậy? Đã lỡ nói rồi thì nói tiếng Việt luôn đi. Trời ơi khổ quá. Thôi bước vô trong biểu diễn cái cho rồi, phong cảnh hết đi, đừng nói tiếng nào hết. Bước vào trong, hay cửa tủ mở ra, hay lứa bước vào trong. Bước vào trong, hai cửa tự động đóng lại. Hai cửa tự động đóng lại. Chết mẹ nữa rồi. Hai cửa tự động đóng vô giùm con, cha mẹ ơi. Đóng vô. Quý vị hãy xem.
ngô sẽ hoán đổi vị trí của hoàng tử Hàn Quốc và công chúa Nhật Bản trong nháy mắt. Hãy xem, ngộ sẽ mở cửa tủ này ra. Lúc nãy quý vị đã nhìn thấy rõ ràng, trong tủ này là hoàng tử Hàn Quốc. Bây giờ là ai? Quý vị ở nhìn xem, công chúa Nhật Bản. Một tràng pháo tay của quý vị. Hay quá, mừng quá. Bây giờ bên đây là ai? Chúng ta cũng đã biết rồi, nhưng chúng ta phải chứng kiến tận mắt mới hay được. Bây giờ cô béo, lấy cái tủ ra ngoài này đi con. Dậy ra ngoài này, lấy cho mọi người tất cả đều nhìn thấy hoàng tử Hàn Quốc đã trong cái tủ này. Dừng lại đây đi con. Chuẩn bị mở cửa, hoàng tử Hàn Quốc. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị thấy chưa? Ngộ nói là không có hoa, ngộ nói là không có dốc. Bên đây là Nhật Bản, bên đây là quỷ sứ. Tại sao mày nói vậy đi? Trời ơi, tại sao mày ở đâu trong cái tủ này vậy con? Ở đâu vậy? Con đang ngủ mà. Ngủ cái bị đi vào trong cái tủ, tao biểu diễn mày ra đi làm cái gì đây? Con đi kiếm chỗ ngủ, con thấy cái tủ nó tối quá, con chui vô ngủ. Trời ơi trời, rồi cái thằng Tửng đâu? Thằng Tửng biểu diễn đâu? Con đâu biết, hồi nãy con thấy đứa nào nó vô nó giành chỗ ngủ con đạp nó văng vô trong kia rồi. Mày hại tao không? Mày khóc cái gì? Mày khóc cái gì? Dù sao ơi, tự nhiên con định vô trong này, anh đạp con cái con văng vô trong cánh gà luôn à. Cái thầy mày bị lớn nó làm mày văng lượt hả? Con đâu có ngờ, con đâu có ngờ là nó trong đó đâu. Mày phải chuẩn bị chứ, trong cái lần xiết này có thằng Linh là phải chuẩn bị chứ. Mày biết không, mà may mắn là bữa nay là tổng duyệt chương trình, chứ nếu biểu diễn thật cho khán giả là tao chết rồi, mày thấy chưa? Khổ quá đi, thôi đừng có gây gỗ nữa, đi vô trong đi. Vậy làm mất miếng ăn người ta. Miếng ăn gì? Muốn ăn thì tôi cho mày ăn dép vậy đó. Đi vô cái lồng này, đi vô trong. Cởi cái quần ra để đó. Bốn cái quần trong nháy mắt. Bực mình. Cười cái gì? Không có làm tròn nhiệm vụ cứ cười 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 không vậy đó hả? Đi vô trong để tôi nói chuyện với thằng Linh coi. Đi vô trong. Nhạc. Nhạc gì? Trời ơi. Mày ly vô đây tới sáng mày mới tới hả? Cái chỗ này gần sạch mày không quay vô mày ly cho dòi đi. Quay lại. Bực mình à. Khởi cởi quần. Không có ai dám lội đâu. Nên sư phụ chửi cổ hoài à. Chửi cái gì? Chửi mày là chúng á. Con làm gì đâu chửi con. Mày khoa không à. Mày dạy mấy lý nhỏ trong đoàn, tao dạy cho mày. Biểu mày chuyên nghề cho mấy lý nhỏ. Mày khoa hoài không dạy đứa nào hết. Mày làm ăn vậy có được không? Tôi mày nhậu không? Mày là hàng không giúp ích gì được cho thầy hết. Mày là... Trời ơi, tôi chửi mày nó cười kìa trời ơi. Ôi mau với cái thằng này. Tại sao mày nhậu hoài vậy Linh? Tại sao? Tại con ghiền. Ghiền, ghiền, ghiền. Hỏi tới mày là mày nói ghiền, ghiền, ghiền. Mày ghiền mà mày bỏ không được, làm sao mày lớn lên được con? Hả? Mày phải có dứt khoát chứ. Mày phải có ý chí chứ. Để mày học cái nghề chứ. Con người ta có được cái nghề trong tay là quý quá vô cùng. Mày không chịu học để không có cái nghề. Nhậu nhậu làm cái gì? Nhậu ích lợi gì chứ hả? Cười cười hoài. Tao giả chạc mày bây giờ đó. Mày nhậu hoài là sao? Hả? Con nói rồi, tại vì con ghiền con mới uống rồi. Ghiền. Người ta là kiếm miếng ăn là không có. Mày ăn vô bao nhiêu mày uống mày ôi giận hết bao nhiêu mà. Phí không? Mày thiệt mệt mày quá. Uống rượu có cái gì sung sướng không? Uống rượu có cái gì hay không? Uống rượu vô làm nghệ thuật nó mới hưng phấn. Trời ơi, uống rượu vô nghệ thuật mới hưng phấn hả con? Uống rượu vô mới là có tài năng hả con? Hay quá. Bữa nay tao học sở ngược lại mày á Linh à. Bữa nay thầy bắt chước con nha. À thôi lượt rồi, tao không nhờ cậy mày nữa. Nói chuyện với mày tao mệt lắm. Mày là lễ tử ruột mà còn thua thằng lễ tử kia nữa. Tao gọi thằng lễ tử của tao nữa, nói chuyện với nó, nhờ nó giúp lỡ. Alo. Ừ. Viết hả? Đâu viết cơ bi phiêu hả? Hay lên nè. Hay thòn. À, thầy dạy con cái chiêu chung vô dẫn lý trường thành đó.
À, không có vậy Trung gia bây giờ con còn kẹt ở trỏng hả? À, con Trung gia rồi hả? May mắn quá. Bây giờ con lang ở lâu vậy, đời biết? À, con là Vi Gat à? Con cờ bạc hả? À, con biểu diễn. Tốt quá, con cần người không? Thầy giới thiệu cho hai thằng cu béo. Ôi thôi thôi không lượt, nó cho con lỗi quần luôn giống thầy. Con về đây giúp đỡ cho thầy một tay trong cái lòng siết của mình. Lúc này yếu quá con về. Bao nhiêu tiền thầy cũng có thể trả cho con được anh David ạ? Bao nhiêu hả? 5 triệu. 5 triệu đô hả? Mày chết cho rồi đi. Mày ở trong giảm đi, cần thằng mày chết cho trong đi. Mày lại 5 triệu đô tiền ở đâu tao trả cho mày chứ? Ê, 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 tao gọi Mỹ đó, mày cầm lâu tao tốn tiền. Tiền của thầy không phải tiền con đâu. Trời ơi trời, mày ăn nói gì hả Ly? Mày ăn nói chuyện cho con dàn xếp cho. À, mày dàn xếp giùm thầy hả? Alo. Trời mừng quá. Vít đó. Anh à, khỏe không mày? Hả? À, vẫn đi đồng xếp bình thường. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah, no yeah. Ok. 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 Mừng quá. Yeah, yeah, yeah. Ok. Ok, ok. Tức quá. Lần đầu tiên thấy con giỏi quá. Nó nói gì với con vậy? Nó chửi con quá trời luôn. Trời ơi, nó chửi mà mày cười hả? Nó tính con từ xưa giờ ai chửi con không cười à? Tôi quên cái thằng này nó ngược lời mà. Trời đất ơi, tôi nhờ nó về mà mày làm gì cũng bị gì á. Mày thật khổ với mày. Nó nói con á, ngu sao mà đi đồng xiếc của thầy hoài. Tại sao vậy? À, ngu quá, đi hèn gì còn xương không? Bao nhiêu ổng dành ăn hết rồi, ổng mập mà mày ốm. Trời ơi, bây giờ mày lỗ thừa cho thầy nữa hả? Mày có chịu ăn không? Ăn nhiều, ăn vô nhiều, ôi nhiều, sao mày mập lên được? Uống rượu có cái gì hay không? Mà mày có uống hoài, hưng phấn hả? Nói rồi uống rượu, tài nghệ hả? Hưng phấn mà làm nghệ thuật được. Rồi, tao học mày vấn đề này con. Cho thầy uống chứ. Thầy uống không? Cho thầy có hưng phấn. Rượu ngon phải có thầy hiền, phải không? Để thầy uống một miếng cười còn hưng phấn cỡ nào chứ? Trời ơi, hưng phấn quá. Thấy chưa? À, thầy quốc vô hai ngụm ra là thầy tê người liền. Hưng phấn lắm rồi đó, đó. Thầy hưng chí lắm rồi. Dạ, dạ. Thầy sẽ biểu diễn tiết mục mới với con nha. Biểu diễn luôn thầy. Rồi rồi lượt rồi. Thầy uống rượu là cái gì con cũng diễn với lúc, thầy. Lúc cô béo. Chuẩn bị lò nghề biểu diễn con ơi. Thầy uống một miếng nữa cho hưng phấn nha. Dạ. Uống vô nó sần sần đã lắm á thầy. À, đây chuẩn bị đi con. Chuẩn bị làng hoàng. Ủa coi bói hả thầy? Bói toan cái gì? Cái chỗ này nè, nó sẽ lễ lầy, cái bột lễ sát vô trầm. Rồi, con biết làm gì rồi. Thầy kêu con làm người mẫu phải không? Mày bước lên trên cái bột lưng đi. Được, yên tâm kêu thợ hình đi. Ừ. Nó tới nó chụp cái gì chứ làm người mẫu là nghề của con à. Trời ơi. Trời, trời ơi trời. Thấy ghê không? Giống như cái cây mùa đông không? Trời ơi trời. Nhục con hoài cái này. Nhục nhã gì? Mày không ai làm nhục mày cũng nhục rồi. Dính hai cái tay nó hai bên ly. Chầm đây nha. Lấy mấy cây dao ra. Cây dao sang tao biểu. Đây luôn rồi. Ủa làm gì thầy? Phong dao. Thì cột hai cái tay con gì sao con phóng được? Đâu phải lý phóng lâu. Trời phóng. Tao phóng. Chắc ăn không phải. Hình xuôi. Cái này con đâu thấy thầy tập đâu. Thầy chơi thầy phóng. Cái này chết đó thầy à. Bữa nay lần đầu tiên thầy phóng. Hình xuôi thôi con ơi. Mọi việc trên đời đều do cái hên xui. Con đứng yên thầy phong nha. Trời ơi. Phong, phong là phải có tâm điểm chứ. Đúng rồi chứ không lẽ thầy phong vô người con. Kỳ chết rồi thầy. Đúng rồi. Dạ. Ê lấy chai tao lễ lầu đó con. Lấy chai tao lễ lầu đó. Chân sập cái bột của mày. Để trên lầu đó liền. Một phong một cây coi. Để có chai tao cũng lễ không được cái thằng mập. Ê lễ ngộ phong chai tao lại nha. Uống rượu vô thì hưng phấn, phải có tiết mục biểu diễn mới đã tay nghề. Hôm nay mình nhậu rồi thì mình thèm tiết canh. Tiết canh ở đâu có? Không một cái bụp, tiết canh nó chảy ra. Thôi thầy ơi, chưa sống mà thầy hù kiểu đó ai dám đứng. Ông phải hù, thầy nói rồi, hên xui. Thầy phóng trái táo đi thầy. Ê, trái táo này mà, có phong nha. Đưa lên trên thầy ơi. Có phong. Lên trên, trái táo ở trên đầu. Thầy phóng cái đó nó không trúng trái táo, nó trúng trái chuối đó. Trái táo mà phóng trúng trái chuối à. Trái
cái chuối ở đâu mà trái chuối? Ai cái bắp chuối con đây nè. Mày khi dễ tài năng của ngộ quá. Nhưng cái màu đỏ đỏ này khó thay lắm con. Phong trái táo à? Đổi màu xanh đi. Đổi màu xanh. Ê, phong trái táo. Ngộ phong mà mày cứ nói như vậy hoài, một hồi nó lòi hai trái nhãn nè. Thôi thầy làm như thầy là thần tiên. Phong táo nó lòi hột táo, tự nhiên phong táo nó lòi nhãn mới ghê. Lòi nhãn là hai con mắt của mày á. Đổi màu xanh đi con. Đúng rồi, để trái bưởi đi mày. Bởi vì phải phong tao chưa? Con tao thì nhỏ xíu à? Không, 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 không. Đã cho hậu nó con. Không, 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 chuyện này chết rồi nè. Nói nhiều quá. Chuẩn bị tinh thần. Phong nhắc dao đầu tiên sẽ chung vào trái tao xanh. Mày lấy nhiều là văn hàm văn mày ra luôn đó con. Ô, sẽ phong, sẽ phong, đầu tiên, phong xe. Còn nghe tiếng la là nó còn sống rồi. Chưa chung, chơi hai cái. Ờ, một cái là cầm thế, hai cái là cầm. Phải hai cái chứ, cái này chật cái kia chung mày ơi. Mày im lặng đi. Thầy phóng mày đi đâu mày cho mày. Ây cha ơi, phun chật không rồi. Không chung còn cây chót là. Không chung tao ít nhất cũng phải chung nó chứ. Trời ơi, tại sao mà cái lửa hai bên không vậy con? Không chung trái tao là phải chung ngày non nha con. Tao bỏ một cái bay băng chứ. Tao phong thấp lắm đó con. Trời ơi, chung kéo nữa em chung mấy loài chuối luôn anh. Hết rồi phong rồi. Thôi hết rồi Phong, không nghỉ chơi đi, không ấy là lấy đũa đi, không dao làm gì. Thôi có lửa, ngộ có lồ chơi mà con yên tâm. Ừ, lúc nào thầy vô cũng chuẩn bị diễn hết. Thầy rất là hưng phấn, có lồ long lao. Ta tốn lễ lại là hồ long lao. Thầy, thầy đừng, đừng, đừng chơi đó, nguy hiểm thầy. Hưng phấn mà. Ôi, ai biểu thầy uống rượu vô chi vậy? Uống rượu vô tài năng nó phát triển. Trời ơi. Ngộ sẽ đâm mày một cái là lấy tâm điểm đi. Trời trời, này quất thẳng vô luôn hả? Chứ còn gì nữa con. Đừng thầy, nguy hiểm thầy. Tao làm cái gì vậy? Trời. Mày không nhảy là mày chết mẹ mày rồi. Cái này mà thầy biểu diễn này, cái này thầy muốn giết đệ tử thì có. Giết cái gì? Uống rượu vô hưng phấn phải có những tiết mục nguy hiểm biểu diễn cho bà con xem chứ. Thôi đi thầy ơi, nguy hiểm. Thôi lượt rồi. Mày sợ hả? Bây giờ bỏ cái phong dao. Bỏ mày, đi. Mày chân vô tủ đi con. Đó, mấy cái vụ mà biến qua biến lại con giỏi lắm. Ừ. Đó, không tại có gì con ốm ốm dễ biến hơn. Mấy thằng mập kia nó chui ra chui vô người ta biết liền. Chân vô đi. Bây giờ không có biên đâu con, khỏi biên mặt công. Tiết mục khác con. Biên đi. Khỏi biên. Tiết mục khác mới. Để làm gì thầy? Cưa. Thầy sẽ cưa ra làm ba khúc. Lễ mỗi chỗ một khúc. Giáp lại một cái mở cửa mày bước ra. Ở cái đó cũng đỡ nguy hiểm mà cái phong dao. Rồi, lưng lên đi con. Dạ dạ. Thầy cầu khẩn chút nha. Đó thầy, cái này là con chịu thầy nhất nè. Thầy làm nghề là thầy phải có niềm tin về tổ nghiệp. Đó, khấn trước như vậy là tốt. Không phải khấn tổ nghiệp đâu. Để khấn cái gì? Khấn cái con nhỏ trong đoàn nó mới chết. À, cái chị mà trúng gió chết đó hả? Nó đâu có trúng gió. Chứ chị bị gì thầy? Tao cưa nó chết. À. Chứ tao hỏi mày cưa ba khúc mày sống lỗi không con? Thôi vậy chứ... thôi khỏi đi. Mày nhát quá. Uống rượu vô là phải hưng phấn, không biết sợ chứ. Thôi hưng phấn cái gì thầy ơi, đổi cái khác đi. Đổi cái khác hả? Thôi lượt rồi, lưng lên chờ. Cưa mua, mà mua. Kiểu đó là mạng đâu cho thầy cưa hoài. Ngồi đi mua mấy lít về rồi tính. Thôi nhiều đó uống đủ rồi. Con thấy thầy cũng sần sần rồi, đừng có mua thêm mấy lít nữa. Uống sao lượt mà uống. Cái này không có uống được. Không rượu phải rượu. Uống được chứ. Không phải rượu. Chứ gì? Xăng. Chi thầy? Quả thiêu cái tủ này. Con vào đứng trong tủ, thầy sẽ bổ xăng vào, thầy đốt cháy phừng phừng lên, hạ lửa xuống cái tủ còn nguyên, con trở thành cái hũ. Không có đâu, cái hũ nhiêu đây con chui không có được đâu. Thầy thấy con nhỏ nhưng mà ít nhất phải cái lưu. Khỏi có chui vào. Chứ tự sao? Động là nó vào đó thôi. Sao vào được? Cái cốt của mày. Vào đó đi con. Không. Tại sao thầy hưng phấn mà. Không. Thầy biểu diễn sung sức mà. Sung sức cái gì? Con nói chuyện với thầy nha. Bình thường á, thầy không uống rượu vô á, thầy tỉnh táo,
cái gì thầy làm cũng hay hết. Thầy uống miếng rượu vô xong rồi thầy muốn giết đệ tử thầy là sao? Lớn tuổi rồi, thầy uống rượu vô đầu óc thầy nó sẽ bị cuồng loạn. Uống rượu đâu có tốt gì đâu, uống rượu sẽ bị bệnh gan, thầy hiểu chưa? Thầy chưa bao giờ thầy đọc báo hả? Biết bao nhiêu người chết vì rượu rồi. Tại sao thầy uống rượu làm cái gì? Nói vậy là Liên con biết hết hả con? Sao không biết? Con biết mà con vẫn làm mà. Thầy không có say rượu đâu. Thầy chỉ muốn dùng những cái biểu diễn thế này để dạy cho con một bài học đó Linh à. Con lớn rồi, đâu phải trẻ lít đâu. Tại sao thầy muốn đem hết cái tâm huyết, cái tài nghệ của thầy, thầy dạy lại cho con? Con không chịu cố gắng học hành để có một cái nghề trong tay. Tối ngày con lo ăn nhậu. Nhậu con biết nó không có ích lợi gì, nó chỉ là một cái tệ hại cho bản thân mình. Mà con vẫn cứ uống, cứ uống, cứ uống và cứ hư, cứ hư, cứ hư. Thôi, thầy bó tay rồi. Hôm nay là lần cuối cùng thầy chỉ dạy cho con. Cho con biết cách ở lời. Rồi thôi, chia tay. Thầy chia tay mày. Mày ở lại. Mấy con trong đoàn chuẩn bị gánh xiếc dọn đi chỗ khác. Không cho thằng Linh nó theo mình nữa. Ở lại đi con, thầy rất thương mày. Thầy, nhưng mà bó tay rồi con ơi. Thầy ơi, thầy đừng bỏ con, thầy ơi. Thầy đừng bỏ con, thầy. Không bao giờ, không bao giờ thầy bỏ con. Nhưng mà chính con đã bỏ thầy. Thầy, vĩnh biệt con, vĩnh biệt con. Thầy, thầy cho con theo thầy kiếm cơm đi thầy. Thầy, thầy. Cả đoàn xiếc đi hết, chỉ còn một mình cô ấy ở lại. Vậy là đủ hiểu rồi. Nhờ chút nhan sắc mà mình còn giữ được cô ấy. Em, thầy đi rồi, chỉ còn mình em ở lại thôi đó. Anh biết mà, ốm ốm nhưng rất quyến rũ đúng không? Biết là em thương anh, nhưng hỏi một câu cho chắc ăn nha. Bây giờ giữa tình yêu và nghề nghiệp, em chọn cái gì? Em chọn yêu. Em chọn yêu. Em yêu nghề.